quý vị, Bộ Y tế cho biết ngày 8 tháng 3, Việt Nam sẽ tiêm những mũi vaccine đầu tiên tại Hải Dương, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh. Bài viết Hải Dương, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh được tiêm vaccine COVID-19 đầu tiên trên báo Tuổi Trẻ. Đợt đầu tiên này sẽ ưu tiên cán bộ y tế tại 21 cơ sở có điều trị bệnh nhân COVID-19 là nơi có nguy cơ lây nhiễm cao nhất, kế đến là các lực lượng trực tiếp tham gia chống dịch đầu tiên là tại Hải Dương, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh. Vắc xin ngừa COVID-19 sử dụng đợt này là AstraZeneca, mỗi lọ đóng 10 liều, mỗi người tiêm hai mũi cách nhau 12 tuần. Các điểm tiêm chủng sẽ được tổ chức tại bệnh viện, bệnh xã, trạm y tế, điểm tiêm lưu động, mỗi điểm tiêm chỉ tiêm dưới 100 người một buổi tiêm chủng để thực hiện đầy đủ các bước khám sàng lọc, hỏi tiền sử, người có sốt, ho sẽ tạm hoãn đợi buổi tiêm tiếp theo. Trong khi đó báo Nhân dân số ra hôm nay có bài viết bảo đảm đúng đối tượng an toàn khi triển khai tiêm vaccine xin phòng COVID-19. Việc tiêm vaccine sẽ được tổ chức theo chiến dịch trong thời gian ngắn nhất và sử dụng hệ thống tiêm chủng có sẵn. Bộ Y tế đề nghị 13 tỉnh, thành phố có người bệnh mắc COVID-19 thực hiện nghiêm nghị quyết 21 của chính phủ với tinh thần bảo đảm được sự công bằng trong tiếp cận vaccine. Những địa phương chưa được phân bố vaccine lần này cần chuẩn bị kế hoạch lên chương trình đào tạo tập huấn, nhất là các cán bộ tiêm chủng thực hiện nghiêm theo hướng dẫn chuyên môn. Vấn vấn chống sốc phản vệ. Đây là việc đặt lên hàng đầu, coi an toàn tiêm chủng, bảo đảm an toàn tối đa cho người dân là ưu tiên cao nhất của ngành y tế. Sau hơn một năm, Nghị định 100 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt đi vào cuộc sống, người dân đã dần hình thành ý thức, đã uống rượu bia thì không lái xe. Tuy nhiên, hiện Nghị định 100 cũng đang bộc lộ những bất cập nảy sinh. Bài viết trên trang 3 Báo Hà Nội mới. Để hoàn thiện hơn nữa, Nghị định 100 cần khắc phục bổ sung một số điểm còn hạn chế như quy định xử phạt về hành vi đỗ để xe ở hè phố trái quy định của pháp luật, quy định xử phạt đối với hành vi đi vào đường có biển báo hiệu có nội dung cấm, đi với đối với các loại phương tiện đang điều khiển. Nghị định cần nghiên cứu đề xuất sửa đổi theo hướng bổ sung quy định xử phạt đối với chủ phương tiện và người đứng đầu đơn vị kinh doanh vận tải có lỗi, hướng vào hành vi người điều khiển phương tiện gây tai nạn giao thông nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Mới đây cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã đề nghị truy tố 16 bị can trong vụ tham ô tài sản và vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản gây thất thoát lãng phí xảy ra tại tổng công ty nông nghiệp Sài Gòn Sacri, thông tin trên báo Thanh niên. Theo kết luận điều tra bị can Lê Tấn Hùng, tổng giám đốc Sacri, lợi dụng chức vụ được giao từ năm 2016 đã chỉ đạo cấp dưới ban bạc thống nhất với những người có liên quan lập 10 hồ sơ khống cho cán bộ, công nhân viên Sacri đi tham quan học tập kinh nghiệm ở 16 nước để chiếm đoạt hơn 13 tỷ đồng, rồi sử dụng vào mục đích cá nhân 924 triệu đồng. Bên cạnh đó bị can Hùng còn vi phạm quy định quản lý sử dụng tài sản gây thất thoát lãng phí. Kết luận điều Điều tra khẳng định Lê Tấn Hùng vừa là người chủ mưu, chỉ đạo điều hành, vừa là người thực hiện hành vi phạm tội. Chi tiết mời quý vị và các bạn đón đọc trên trang 5 Báo Thanh Niên. Ô nhiễm túi ni lông đang là yếu tố gây thảm họa môi trường nghiêm trọng. Để giảm thiểu bên cạnh những giải pháp ở khía cạnh kinh tế, tài chính, cần khuyến khích vai trò của người giữ lửa trong mỗi gia đình. Bài viết trên báo Đại biểu Nhân dân. Quá trình phân hủy của túi đi lông có thể kéo dài từ 500 đến 1.000 năm nếu không có tác động của ánh sáng mặt trời. Sự tồn tại của túi đi lông trong môi trường sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới đất và nước. Thực tế cho thấy, quan trọng hơn cả vẫn là ý thức của người dân. Mỗi địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền, từ đó thiết lập thói quen tốt đối với mỗi gia đình. Ngoài ra, việc lồng ghép kiến thức, giáo dục ý thức trách nhiệm cho thế hệ trẻ em ngay từ trong nhà trường cũng là điều cần sớm được triển khai thực hiện.